Exception. Tiếp theo chúng ta có những cái thẻ là thẻ NAV. Thẻ NAV. Tiếp theo là thẻ main. Thẻ header. Thẻ content không biết có không. Thẻ assign. Thẻ footer. Đấy, đây là những cái thẻ thẻ được mình chọn mặc định và người ta thường dùng những loại thẻ này. Bây giờ mình sẽ giải thích cho các bạn xem là vì sao người ta cách nó hiển thị như nào nhé. Xong rồi chúng ta sẽ tôi giải thích vì sao người ta phải sinh ra nhiều như này. Được chưa? Các bạn cứ nốt vào giấy đi đã. Còn demo thì các bạn chỉ cần demo thẻ ít cho tôi là được rồi. Đây tôi sẽ chạy nó. Open in browser. Các bạn thấy gì? Mỗi một thứ là một dòng đúng không? Như bình thường nếu mà text bình thường ấy, tôi viết như này thì nó vẫn nằm trên một hàng đúng không? Đúng chưa? Nhưng mà nếu mà tôi đưa vào những cái thẻ vùng chọn này thì sao? Mỗi thằng này là một hàng một hàng luôn. Đúng chưa? Thì các bạn sẽ thấy là cái thứ nhất là nó cái cách nó hiển thị nội dung có gì khác nhau? Chẳng có gì khác nhau. Đúng không? Chẳng qua nó chỉ là một cái thẻ giúp chúng ta chọn nguyên một dòng thôi. Đây, tôi cho các bạn xem cách nó hiển thị như nào. Đây nha, ví dụ thẻ div này. Các bạn thấy cái phần vùng màu xanh là cái vùng mà thẻ div nó chiếm. Được chưa? Một mình một dòng. Tiếp theo chúng ta xuống thẻ article này. Cũng một mình một dòng. Chẳng có gì khác nhau cả. Đúng không? Các thẻ khác cũng vậy thôi. Vậy tại sao người ta lại phải sinh ra nhiều thẻ như thế này? Liên quan đến việc SEO như hôm trước tôi nói hay là do việc gì? Thì vấn đề nó không liên quan đến SEO. Nó liên quan đến một cái thứ khác. Nó liên quan đến tư duy. Tư duy người ta muốn định hướng tư duy cho những người lập trình viên về phần giao diện này luôn. Đó là như sau. Ví dụ các bạn sẽ có thể hiểu được ngay ý nghĩa của những cái thẻ như là thẻ article. Article là văn bản đấy. Là một cái đoạn văn bản. Được chưa? Tiếp theo là thẻ section là một vùng. Một vùng, div cũng là một vùng. Nav là viết tắt của navigation. Navigator là vùng gì? Vùng điều thanh nhiều hướng. Rồi thẻ main là phần là nội dung chính. Thẻ header là phần phía trên, phần khung của trang. Ví dụ trang web nó như này đúng không? Thì bao giờ phía trên này nó cũng là phần header. Đầu trang dưới phần này nó sẽ là footer. Phần trang, chân trang ở dưới giữa là main. Main, được chưa? Nhưng mà main thì thường thường người ta chia ra dòng như này. Đây là main, đây là aside. Là một bên đấy, aside. Đúng nhá. Thường thường ví dụ như vào kênh 14 các bạn sẽ nhìn thấy cực kỳ rõ ràng luôn. Đây các bạn nhìn này. Đây là phần nội dung chính đúng không? Tất cả nội dung ở bên này hết. Còn bên này nó là cái gì? Module quảng cáo. Đúng nhá. Thì nó nằm ở thường thường nằm ở bên aside. Đúng chưa nhỉ? Đó. Thì lập trình viên ấy, thực tế ra là các bạn vô tất cả cái mớ này vô hết bằng thẻ div cũng được, còn các bạn vô hết bằng thẻ assign cũng được, chẳng ai cấm cả, bởi vì nó tương tác dụng của nó tương tự nhau, được chưa? Nhưng mà người ta cố gắng là chia ra để sau này biết làm gì không, chia ra các vùng cụ thể này để sau này tìm lại cho dễ, bởi vì code các bạn nhìn thấy rồi, code 100 web như này nó có hàng nghìn dòng code. Nếu các bạn không chia ra rõ ràng thì sao? Tìm lại không thể tìm hỏi được, đúng không? Đấy là lý do vì sao mà người ta chia ra các cái thẻ vùng chọn, nhưng mà nó có rất là nhiều cái thẻ khác nhau. Thì các bạn chỉ hiểu cho tôi một điều, đó là những cái thẻ vùng chọn ấy thì chúng ta nó có một cái đặc điểm, đó là tất cả các thẻ vùng chọn là nó chiếm hết một dòng, chiếm hết một dòng, biến text của chúng ta giống như là thẻ tên, không khác gì đâu, được chưa? Và chúng ta có nhiều thẻ vùng chọn để những cái thẻ này nó được đưa vào những vị trí phù hợp ở trên website của mình. Được chưa? Đấy là tùy cách vận dụng. Còn nếu mà để hiểu sâu hơn vì sao chia được, vì sao chúng ta sắp xếp được là làm sao thì chắc là sẽ phải để đến thầy dạy về PHP của các bạn sẽ hướng dẫn các bạn. Còn tôi thì đợt này tôi sẽ chỉ hướng dẫn các bạn sơ qua về phần HTML cũng như là
hướng dẫn chúng ta cái basic về tư duy logic. Cho nên là sau cái bài hôm nay thì chúng ta sẽ chuyển sang học về JavaScript liên quan đến lập trình logic nhiều hơn. Thì chắc là tôi cũng không còn điều kiện để hướng dẫn các bạn là làm được cái giao diện này như nào. Thì để hy vọng là các thầy về sau các thầy sẽ hướng dẫn các bạn. Được chưa? Đấy, cái mục chọn nó chỉ có thế thôi. Xong nhầm, nó để chia vùng trên cái công website. Đó. Và cái thẻ vùng chọn này là nhớ cho tôi một điều, đó là để cái thẻ vùng chọn này nó là một thẻ cực kỳ, cái loại thẻ cực kỳ quan trọng. Không có nó không thể chia vùng được. Được chưa? Xong nhá. Ví dụ tôi ví dụ để chia vùng cho các bạn coi. Ví dụ như sau, tôi sẽ code ở phía dưới này. Ví dụ một div này. Đây là style width 500 pixel. Display line round. Đây là ví dụ như này, chúng ta sẽ thử xem là nó nhiễn như thế nào. Bạn thấy không? Cái hai vùng rõ ràng chưa? Tôi muốn cho nó dài ra thì tôi thêm cái thuộc tính 2 vào. Đúng chưa? Nó giúp chúng ta chia các cái vùng, các cái vùng trên màn hình được. Được chưa nhỉ? Đó, đấy là cái ý nghĩa của cái thằng thẻ, các cái thẻ vùng chọn này. Xong rồi đấy, cái này nó rất dễ. Còn dùng nó sau này như nào thì mới khó, chứ còn để hiểu nó thì dễ lắm. Được chưa? Có bạn nào thắc mắc gì không? Đấy, tôi sẽ để ra cho các bạn ngồi thử code lại. Xem nó có vấn đề gì không thì hỏi luôn. Cái thuộc tính style là bất kỳ cái thẻ nào cũng có cái thuộc tính đấy để giúp mình chỉnh sửa lại cái cách hiển thị của mỗi thẻ.
tiền thưởng mùng 2 tháng 9. Bao tiền? 200 nghìn. Thoải mái uống trà đá. Được chưa? Test đi xem chạy có được không? Phải biết ngay. Nóng nóng nó phải của nó là bật điều hòa 27 độ kìa. Ta mượn máy đi. Được chưa? Tiếp tục nha. Chúng ta sẽ chuẩn bị sang cái thẻ cuối cùng đấy. Nếu mà được thì hôm nay chúng ta sẽ nghịch ngợm một tí về JavaScript. Cho nhanh. Được chưa? Tiếp theo, chúng ta sẽ sang loại thẻ cuối cùng của mình. Cái loại thẻ này cũng được dùng rất là nhiều. Đó là thẻ form. Loại thẻ về form. Hay còn gọi là biểu mẫu. Thì từ đầu đến giờ chúng ta học ấy, chúng ta có thấy là chúng ta có tương tác được gì với cái giao diện chúng ta vẽ ra. Ví dụ viết chữ này, rồi thì chọn ngày tháng năm này, rồi thì bấm nút này, có thể làm được gì không? Không. Sáu cái loại thẻ của rồi các bạn ấy, nó chỉ phục vụ một cái duy nhất, đó là hiển thị nội dung và sắp xếp nội dung. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta cần phải có những cái thẻ để giúp chúng ta xây được một cái giao diện giúp người dùng có thể tương tác được với hệ thống. Đúng nhá. Ví dụ các bạn sẽ thấy ở trên web nó rất hay có cái hay gặp cái này. Ô như này. Khi các bạn tích chuẩn vào nó nhấp nháy chúng ta biết chữ được. Đúng không? Rồi cái ô to hơn thì nó như này. Đúng không? Cũng nhấp nháy biết chữ, biết nhiều dòng. Rồi thì cái ô như thế này. Tích vào, tích bấm một tiếng check, còn nếu không bấm cái nữa thì lại uncheck. Đúng nhá. Rồi thì ví dụ như thế này. Đây là giới tính nam này. Nữ này. Các bạn tích vào đây thì cái này không được tích, các bạn tích vào đây thì cái này không được tích. Đúng chưa? Rồi thì một cái button, một cái nút lưu chẳng hạn. Hoặc là nút đăng nhập chẳng hạn. Rồi thì là cái gì? Một cái ô để cho chúng ta chọn ngày tháng năm nó phim lại. Đúng chưa? Đấy, thì đây nó là những cái thẻ thuộc về cái loại thẻ là biểu mẫu. Đúng chưa? Biểu mẫu là gì? Biểu mẫu là nơi để cho người dùng có thể nhập dữ liệu vào để khai báo với hệ thống. Được chưa nhỉ? Đó, thì chúng ta tất cả những cái thẻ này thuộc về loại là loại thẻ biểu mẫu hay còn gọi là thẻ form. Form nó là một thẻ. Thì chúng ta sẽ luôn luôn cấu trúc như này. Bao giờ ở ngoài cũng sẽ có thẻ form. Được chưa? Trong
trong thẻ form này thì chúng ta mới được phép viết các loại thẻ kia. Ví dụ cái loại thẻ này, cái này là cái chúng ta hay gặp nhất đúng không? Thì cái này tôi gọi, chúng tôi gọi nó là thẻ text input. Thế vì sao gọi là text input không? Text là chữ, đúng không? Input là gì? Đầu vào. Output là đầu ra, đúng nhá? Input là đầu vào là nhập chữ, có thế thôi. Thì chúng tôi sẽ biết đó là input thẻ, thẻ tên là thẻ input, đúng chưa? Thẻ tên là thẻ input. Các bạn đã viết chữ input, tát làm cái nó sẽ có thêm cái type kìa, được chưa? Thẻ là thẻ input, type thì type sẽ là text, được chưa? Type thì type sẽ là text, xong chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ chạy xem nó ra cái gì. Nhìn thấy không? Thấy không? Quan chạy đi, xem có chạy được không? Thử đi. Thằng kia, lab đâu? Mượn thẻ của đứa khác đi mượn. Kia thằng kia nó đang dùng lab của nó, cái mượn thẻ của nó. Thế là xong. Sống phải thông minh lên chứ. Công đang học với người thông minh như này, công phải thông minh dần lên chứ. Có ra không? Có hiển thị được không? Các bạn lưu ý này, không bắt buộc cái input này phải nằm trong thẻ form, được chưa? Nhưng mà bởi vì nó nằm thuộc về một cái biểu mẫu cho nên tôi mới nhét cái thẻ form này vào đây. Các bạn không biết thẻ form cũng được, được chưa? Cái ý nghĩa của thẻ form này sau này các bạn học phía server các bạn sẽ hiểu nó là như thế nào, thì đến lúc đấy tính sau. Còn bây giờ các bạn cứ hiểu tôi cái thẻ input kia đã, được chưa? Input type bằng text thì nó sẽ là nơi để cho chúng ta viết chữ vào, được chưa? Đó, trong này chúng ta còn có thể có cái như nhiều những cái loại input type khác. Thẻ riêng thẻ input đấy nhá, các bạn lưu ý này, riêng cái loại thẻ input này chúng ta có hơn 20 loại type khác nhau để hiển thị những cái loại hình thái khác nhau của cái này. Ví dụ như sau, các bạn thấy đây là input type text đúng không? Viết chữ vào thì nó như này, nó hiển thị chữ các bạn vừa viết ra đúng không? Nếu mà tôi đổi cái này type bằng password, password là gì? Mật khẩu, đúng chưa? Thì đây password đây, tôi sẽ br cái này xuống nhá. Đây là mật khẩu. Đây là text. Rồi, chúng ta xem này, mật khẩu này. Nó ra cái gì? Đúng chưa? Có nhìn thấy không? Đâu? Nhìn thấy chữ không? Thế có nhìn được biết thì người ta biết cái gì không? Có. Biết được chứ? Đây là một kinh nghiệm. Lưu ý từ sau đừng có thằng nào ngu lưu máy, lưu ở máy mình là lưu mật khẩu tại máy á. Ví dụ như này, tôi log out ra cả. Đâu rồi? Đăng xuất. Đây các bạn thấy có cái mật khẩu đây đúng không? Các bạn thường thường lưu sẵn như này đúng không? Để tôi xóa đi đã, không lộ mật khẩu của tôi. Tôi viết bậy vào đây. Được chưa? Đây 123456 đây. Tôi viết bậy đây. Được chưa? Tiếp theo này, nhìn nhá, nhìn này, chuột phải này, thấy không? Chuột phải nó xong các bạn kéo xuống inspect hoặc là kiểm tra đúng không? Bấm vào này thì các bạn sẽ thấy là các bạn kéo này dưới đây, các bạn sẽ thấy là các bạn dí chuột vào nó sẽ nhìn thấy cái ô bên bối xanh đúng không? Rồi các bạn nhìn thấy cái input type bằng gì? Password đúng không? Kích nút vào, thấy không? Kích nút vào cái chữ password này, đây này, thấy sửa được không? Xóa đi, sửa thành text, tích ra ngoài. Không nghịch ngu với cái trò này nha. Không bao giờ được lưu pass ở máy mình. Lúc đấy pass của tôi cũng là pass cũ thôi, tôi không lưu pass mới đâu. Cho nên là các bạn hãy lưu ý, không được, không bao giờ được phép lưu ở máy mình cái thứ như này. Lưu ở đây là chết, được chưa? Hoặc bất kỳ cái gì nào lưu ý, bất kỳ cái password nào, các bạn thường hay có cái trò đó là lưu mật khẩu tại máy của mình đúng không? Tại trình duyệt đúng không? Trong phần setting của cái thằng này, nó có quản lý cái việc là các bạn lưu cái gì vào trong này luôn. Tôi search cái chữ password. Đây, manage password này.
bạn thấy nhìn thấy chưa? Nhìn thấy không? Thế trong này nó lưu ở những cái trang ABCXYZ này, tôi kiếm một cái trang nó thật sự là nó vô hạn để không bị lộ cho chúng ta. À đây rồi, trang Amazon này không được. Đây, ví dụ như trang này. Trang này là một cái trang không sống nữa rồi. Được chưa? Các bạn nhìn thấy nó gọi là dấu ba chấm đúng không? Không nhìn thấy gì đúng không? Đây là những cái trang mà đã lưu trữ ở máy rồi. Thì các bạn bấm vào đây này. Xong rồi gõ mật khẩu pass mình ra. Pass máy ấy. Nhìn thấy không? Mất chưa? Đủ để mất chưa? Cho nên là không được phép để đứa nào biết mật khẩu máy của mình là một. Cái thứ hai là không lưu mật khẩu trên máy tính nếu mà không giữ được máy. Được chưa? Như máy của tôi thì tôi không cho bất kỳ ai sờ vào ngoài tôi ra. Cho nên tôi yên tâm tôi lưu được cái này. Nhưng các bạn hãy lưu ý những cái mật khẩu liên quan đến, bởi vì sau này ấy, nó còn nhiều thứ, ví dụ như kiểu là mật khẩu đăng nhập vào trong những cái trang để tài khoản ngân hàng. Rồi thì những cái trang mà chúng ta nhét visa vào thì nó sẽ rất nguy hiểm. Cho nên không nghịch ngu. Được chưa? Đó, hãy lưu ý cái mật khẩu của chúng ta nó không... Nói chung là các bạn hiểu này, bất kỳ cái gì mà đưa lên Internet nó không an toàn đâu. Cộng với những cái gì mà các bạn lưu trữ ở trên những cái phần mềm trên máy sẽ mất được nếu chúng ta không để ý. Cho nên hãy biết bảo vệ mình, chứ đừng có nghịch ngu mà cứ thấy tiện tiện cái gì là làm đấy là rất vứt đi ấy. Được chưa? Đó, đấy là cái loại input type thứ hai, là input type và password. Thì chúng nó sẽ giấu, tạm thời giấu. Thực ra cái này chỉ là giấu với người dùng bình thường, chứ cũng chẳng giấu được những cái thằng mà biết đâu. Cho nên là chúng ta hiểu cái input type password này thôi. Thế thôi, được chưa? Tiếp. Loại input thứ ba, loại input thứ ba là loại input type bằng number. Là gì? Số. Thì chúng ta reload này. Để tôi viết đây là số. Đây. Chúng ta thấy tôi gõ, tôi đang gõ. Ủa? Sao gõ được cái EDF gì nhỉ? Đây này, các bạn thấy này. Ở đây thì chúng ta vẫn viết được text bình thường. Nhưng mà tùy vào trình duyệt đấy nhá. Có trình duyệt chỉ viết được số thôi. Có trình duyệt thì vẫn viết được bình thường như tôi hiện tại. Nhưng mà các bạn sẽ thấy nó xuất hiện thêm hai cái nút. Thấy không? Bấm vào đây thì nó tăng lên một đơn vị, giảm một đơn vị. Đúng chưa? Hoặc là các bạn giữ nút lên trên ấy. Hoặc nút xuống dưới. Một trong hai nút gì đấy. Thì nó tự tăng số lên. Được chưa? Đó. Còn muốn tăng lên bao nhiêu đơn vị thì chúng ta có một cái step ở đây. Step là 0.1 chẳng hạn. 0.1 đi, 0.2 đi. Các bạn sẽ thấy là tôi chỉ chuột vào tôi. Thấy không? Nó tăng lên bao nhiêu đơn vị. Chúng ta có thể set max, set min cho nó. Max. Max bằng 20. Min bằng 0. Ví dụ thế. Đây tôi tăng lên nha. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hết, không tăng được nữa. Giảm thì tất nhiên là giảm chỉ được xuống 0 thôi. 1 giảm xuống 0 này. Không giảm được nữa. Được chưa? Đó, đấy là cái input type bằng number. Loại thứ 3 rồi. Loại thứ 4. Loại thứ 4. Input type bằng gì? Bằng gì bây giờ? Date. Ngày tháng năm. Bạn thấy đúng month, date, year không? Bấm vào đây, chọn một ngày. Ví dụ tôi chọn là tháng 1, ngày 27 tháng 1, 2018. Được chưa? Đó, ngày tháng năm. Thậm chí chúng ta có cả input color, chọn được màu luôn. Để, cho xem. Màu sắc. Color.
cái gì đây, sao đen xì xì này trời. À đây rồi, đây do trình duyệt của tôi nó bị lỗi đấy. Đáng lẽ ở đây là chúng ta phải kéo nó ra ngoài này, đây như này, tầm này. Chúng thấy không, nó đúng là màu không, xanh đỏ tím vàng hồng nâu đen trắng này. Đây ví dụ màu này hoặc là màu xanh này đi, thôi tôi khoái màu xanh được chưa. Đấy, nó ra cái ô chúng ta chọn màu được chưa nhỉ. Tiếp theo là loại gì nữa, loại về range khoảng. Chúng ta có type range min bằng 0, max bằng 100, ví dụ thế. Đây là kéo, thấy không, được chưa, nó kéo ra, nó max nhỏ nhất là 0, lớn nhất là 100. Được chưa? Tiếp theo là cái hình vuông vuông đi nhá. Hình vuông đi nhá. Chúng ta có input là lựa chọn checkbox, người ta gọi là checkbox. Checkbox title checkbox. Đây. Đúng không? Có đúng là tích hoặc không tích không? Đúng nhá. Được chưa? Đến hình tròn nhá, đến hình tròn tròn nam nữ này nhá. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ sang một cái nữa. Đây. Ví dụ tôi để đây là radio input type bằng radio. Cái này đặc biệt có một cái name. Name bằng gender là giới tính đấy. Đây là nam. Đây là nữ. Đây là gay. Là less hoặc là không có nam, không có giới tính, hoặc là other. Đây. Được chưa? Đây tích nữ này, tích gay này, less này, other. Được chưa? Nó chỉ chọn một trong những cái thẻ nằm trong đấy thôi. Dạ, một trong những cái nằm trong cái này thôi. Nó phụ thuộc vào cái name. Nó phụ thuộc vào cái name, chúng ta biết là chúng nó có cùng name. Các bạn thấy không? Chúng nó có cùng name cho nên là một trong những cái này sẽ được chọn. Còn những cái thằng khác, nếu nó chọn một thằng rồi, những cái thằng khác sẽ bỏ chọn đi. Đấy nó là cái thuộc tính của thằng input radio. Được chưa? Đấy, có một vài cái loại in type của input mà tôi liệt kê ở đây là những cái loại hay dùng thôi. Nó còn nhiều lắm. Tôi nói là nó có hơn 20 loại cơ. Email, search, các thứ các kiểu đủ. Chúng ta có thể tìm thêm. Thì chúng ta có thể search cái từ khóa đó là
Đây. HTML input type. Thì nó sẽ vào trong cái trang WP School này. Click vào đây. Trong này nó có rất là nhiều. Đây. Button, checkbox, color, date, time, local, email, file, hidden, image, month. Nhiều lắm. Đấy, đây là toàn bộ. Ví dụ như tôi sẽ vào cái checkbox này, bấm vào đây thì nó sẽ ra cái trang ví dụ thôi. Đây, code như này. Đây là code nó sẽ chạy như này. Đấy. Đúng chưa? Đấy, thì chúng ta nên biết tìm kiếm bằng cái từ khóa nó phù hợp. Đây, từ khóa là HTML input type. Được chưa? Đấy, thì nó sẽ vào, nó cho chúng ta những cái ví dụ để chúng ta hiểu hơn về những cái type của input. Chứ tôi không có đủ thời gian để tôi ngồi tôi dạy hết các bạn toàn bộ bằng kia thái. Không ai làm thế, người ta chỉ cho các bạn làm là cái cần câu, nhưng không ai cho các bạn con cá hết cả. Được chưa? Đấy là loại thẻ đầu tiên trong form. Còn mấy loại nữa? Còn hai loại nữa thôi, hết rồi. Nhanh ạ. Được chưa? Tiếp theo chúng ta có một loại thẻ. Thẻ này rất dễ. Thẻ này tên là thẻ button. Size là button luôn. Đây là lưu. Dạ, thì nó output sẽ như này. À nhầm, bên này. Đây. Nhìn thấy cái nút không? Thấy không? Thấy gì không? Thấy cái nút này này. Đấy, cái thẻ button đấy. Có mỗi thế không? Hiển thị ra mỗi cái button thôi. Chẳng có gì cao siêu cả. Cái button này để làm cái việc đó là ta gửi cái dữ liệu từ form này lên, gửi cho ai thì bao giờ các bạn học phía backend các bạn sẽ hình dung được. Bây giờ thì cũng không nói là gì, chúng ta cũng chưa làm được. Bây giờ có ai có khó khăn gì hoặc là cần hỏi gì hỏi luôn nhá. Được chưa? Đấy là loại thẻ thứ hai. Loại thẻ thứ ba là cái thằng này, to hơn ba. Thì chúng ta có một thằng đó là thằng text area. Text là gì? Chữ viết. Area là gì? Khu vực, đúng rồi. Lưu xuống. Thấy không? To chưa? Cái thằng này nó hơn thằng input ở một cái là nó biết được nhiều dòng. Ngoài ra chúng ta có thể, thấy không? Kéo nó rộng ra. Thấy chưa? Dài quá nó sinh ra cái thanh scroll này. Đây. Thấy chưa? Đó. Thì đấy là đặc điểm của thằng text area, là vùng chữ viết. Nó có thể cho phép chúng ta viết nhiều dòng. Chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được cái việc là nó có viết bao nhiêu hàng, bao nhiêu cột. Ví dụ chúng ta sẽ set row cho nó là 10 dòng và col sẽ là 50 chữ. Đây nó giúp con bạn này. 1 này, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đúng 10 dòng nhá. Còn nếu các bạn thích, các bạn có thể kéo sang viết chữ cho đủ 50 chữ thì sẽ thấy là nó tính toán hết rồi, nó sâu ra hết được. Được chưa? Text area thì nó có thêm cái thuộc tính là row và col.
Hả? Sinh viên T3H, SVT Vinh Hoa. Có ai thắc mắc gì không? Đấy là 1 này, 2 này, 3 này. Còn loại nữa. Đó là cái combo box, nó như này. Combo là một loạt, đúng không? Nó như này. Cho chúng ta một loạt có lựa chọn, chúng ta chọn một trong những lựa chọn đấy. Sổ của cái này. Thì đây, nó là thẻ, loại thẻ là thẻ select. Select. Và thẻ select, trong thẻ select này những cái lựa chọn là những cái ô trả sổ xuống này thì nó tên là option. Option ví dụ như kiểu là đây là tỷ số Việt Nam UAE chẳng hạn, đây là 1-0 ví dụ thế, 2-0, 3-0, 0-1, 0-2, 0-3 ví dụ như này. Yeah, đây là những cái option nó sổ xuống ở đây. Tôi chẳng biết dịch cái từ option sang tiếng Việt là cái gì đâu. Đây, chúng ta xem. Đây. Đúng chưa? Chúng ta chọn những kết quả nào thì nó sẽ được hiển thị ở trong cái thẻ select. Đúng chưa? Đấy, nó là cái loại thẻ cuối cùng về loại form của chúng ta là thẻ về gì? Option, à, select option, dạng combo box. Đấy, trong cái mớ thẻ form thì tóm lại là chúng ta có những cái thẻ như sau, chúng ta cần phải lưu ý để sử dụng. Thẻ form là 1, thẻ input là 2, thẻ button là 3, thẻ take aerial là 4, thẻ select option là 6. Đấy, 6 loại này. Trong cái input này thì nó có time, đặc biệt các bạn lưu ý thì time nhá, nó rất là nhiều time. Yeah. Tiếp theo các bạn sẽ làm cho mình cái phần này, bài tập. Đó là các bạn vào trong facebook.com. Đây các bạn nhìn thấy cái form này không? Làm lại cho mình cái form này. Tức là chỉ pin ra là những cái ô nào như nào thôi. Còn các bạn nhìn cái chữ nó mờ mờ đấy. Thì chúng ta ở trong cái input của chúng ta nó không có đúng không? À, input của chúng ta nó trắng trơn, nó chẳng có gì đúng không? Thì cái chữ mờ mờ đấy nó chính là cái thuộc tính này. Place holder là họ và tên. Ví dụ thế, mình viết bừa vào đây. Còn thấy họ và tên chưa? Bẹt vào đây, gõ và nó mất cái họ và tên đi. Được chưa? Đấy, nó là cái place holder. Còn nếu trong trường hợp các bạn muốn phin một cái giá trị mặc định nào vào á, ví dụ mình viết sẵn vào đây là Trần Hữu Thiện nhá. Tức là ở đây chúng ta không có họ và tên mà tôi muốn viết sẵn ở đây luôn cái chữ thật ấy, Trần Hữu Thiện ấy, thì tôi sẽ có cái thuộc tính là value ở trong input này, đó là Trần Hữu Thiện. Và thấy nó fix chữ luôn, đúng chưa? Sau khi xóa cái chữ này đi thì nó họ và tên, hiểu chưa? Đó, đấy trong trường hợp chúng ta muốn gán thẳng giá trị luôn trong cái thẻ input, chúng ta làm như này. Ừ.
Hôm nay thì hầu hết là kẻ đi cút thì tôi đi đâu. Không, cái ngày sinh em khác, nó làm khác mà em. Đấy không? Nó là thẻ select mà. Đúng không? Đây, cái kiểu này là thẻ select này. Hiểu chưa?
placeholder. Em gõ place tab cái nó ra ngay mà. Đi search đi. Search Google đi, HTML select. Thế là xong, ra một đống luôn. Đây placeholder đây. Không nhớ. On Skype đi em ơi. Không nhớ có ai gặp khó khăn gì không? Không nhớ. Có chỗ ngày sinh à? Đây này, dốt thế. Thế nhá, ví dụ để đây là ngày sinh đúng không? Ngày. Đây là ngày mùng 1. Hả? 2, 3. Ok, nhân lên thôi. 4, lấy làm ví dụ thôi mà. Ai bắt mày phải viết 30 ngày ra đâu. 5, 6, không nhờ. Còn tiếp theo đến tháng. Lại select option. Đấy. Đây là tháng 1. Đấy, tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6. 5. Mình demo thôi mà. 5. 1999 chẳng hạn, 2000, 2001, 2000. Đây, đây như này, ngày, tháng, năm, thế thôi. Đơn giản đấy đó, cần gì phức tạp đâu.
Không nhớ chưa nào xong không nhớ các bạn làm cho tôi ngủ giấc này.
không nhỉ? Rồi thì tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn một phần JavaScript của chúng ta, xong đang nghỉ sâu để xem đá thì một phần nhỏ thôi, thì là hướng dẫn chúng ta dùng JavaScript nó như thế nào thôi, thì sẽ như sau. Đây rất dễ, chúng ta có thể dùng JavaScript ngay trên trình duyệt cũng được, chẳng cần phải viết ra file. Thì các bạn bật là cái F12 lên, nó lên cái này này, cái này gọi là cái developer tool, đây là cái công cụ phát triển của công cụ kiểm soát cũng như là phát triển của giao diện của thằng Google Chrome, nó hỗ trợ trên bất kỳ trình duyệt nào cũng có. Các bạn thấy không, bấm F12 đi, mở website, bấm F12 liên thuyền. Máy mày phải gõ giữ function trong F12 chữ FN ấy. Đã chưa? Đúng không? Mang liền à? Không thì như này. Đây, chuột phải vào, chọn inspect. Thấy không? Được chưa? Xong chúng ta sẽ thấy nó có một cái tab. Đây, những cái này gọi là cái tab, nó TAB, tab console. Thấy không? Bấm vào. Thấy không? Ở đây có chữ, viết chữ được này. Ở đây viết chữ được này, thấy không? Các bạn thấy chưa? Nào các bạn làm cho tôi này, alert phẩy phẩy để quy định là chữ hello world. Chết mẹ nhầm. Sau đó enter xuống, thấy không? Nó bật lên được cái dialog như này là được. Đây là câu lệnh đầu tiên của chúng ta. Được chưa? Gõ xong enter xuống. Được chưa? Có bạn khác được chưa? Có bạn nào bị lỗi không? Có đúng chưa? Đấy, đấy là lệnh JavaScript đầu tiên của chúng ta. Chúng ta có thể tương tác ở ngay trên trình duyệt cũng được, hoặc chúng ta mở cái file ra. Ví dụ tôi sẽ có cái thôi tôi viết luôn ở trong file form này nhá. Chúng ta sẽ có thẻ script, viết thẳng thẻ script vào đây này, thẻ script không cần cái size này cũng được, miễn là có thẻ script. Đây như này, miễn là có thẻ script. Chúng ta hoàn toàn có thể là alert ra, tôi viết tùm lum số cộng với lại tùm lum số bằng bao nhiêu biết không? Cộng đi. Nào có biết không? Chúng ta reload lại sẽ biết. À tôi chưa save, save xuống đã. Đây kết quả nó bằng này. Đúng chưa? HTML các bạn không thể nào cộng toán được. Ví dụ tôi copy cái đoạn vừa rồi vào trong HTML nhá. Tôi pẹt xuống đây. Đúng chưa? Tôi reload này, đây là kết quả phép toán này. Nhưng mà kéo dưới đây các bạn thấy này, thấy không? Nó là cái gì? Nó là phép tính thôi. Còn để cộng toán được thì chúng ta phải đưa trong JavaScript thì mới cộng được. Được chưa? Thì cái lệnh đầu tiên chúng ta học đó là lệnh alert. Alert này thì nó sẽ lúc chúng ta hiển thị một cái giá trị của một biểu thức hoặc là một cái chuỗi. Được chưa? Thì cái kết quả của alert này sẽ là hiển thị ra một cái dialog, cái ô vừa rồi người ta gọi là dialog nhá. Được chưa? Dialog thì nó sẽ hiển thị được kết quả của cái biểu thức này, hoặc là hiển thị ra cái gì, chuỗi mà chúng ta nhập vào. Được chưa? Xong chưa? Rồi
Tiếp tục. Ở trong JavaScript này thì mình nói trước cho chúng ta biết đó là cái JavaScript này. Nó là ngôn ngữ lập trình hướng kịch bản. Nó đã là ngôn ngữ lập trình rồi. Nhưng mà nó là lập trình của dạng kịch bản, bởi vì nó sau này mới được bạn sẽ thấy là nó sẽ bắt sự kiện, tạo ra các sự kiện cho các cái thẻ ở trên trang của chúng ta, khi mà chúng ta tương tác vào thì nó mới chạy code JavaScript. Được chưa? Thì ở đây hôm nay chúng ta sẽ thực hiện các cái lệnh cơ bản thôi, ví dụ như hàm alert này. Tiếp theo nữa là chúng ta có thể là viết là hàm là, tôi sẽ comment này vào. Tiếp theo là chúng ta có cái hàm prom. Hàm prom. Prom per tờ ấy. Đây là vui lòng nhập tên. Giờ tôi có cái biến va name bằng và name bằng prom per tờ. Tiếp theo duplicate này lên, các bạn cứ làm theo đấy nha, tôi chưa cần các bạn hiểu đâu. Vui lòng nhập tuổi, gender. Ừ, dấu chấm phẩy. Không qua vân chấm phẩy nó cũng chạy, nhưng mà tốt nhất là các bạn cứ nhét dấu chấm phẩy được không? Được chưa? Đó rồi. Bây giờ chúng ta xem nhé. Xem trước đã. Thì cái trò này chúng ta sẽ từ từ. Tôi sẽ xem cho chúng ta xem. Từ từ nó viết. Đây, chúng ta thấy này. Tôi vào xong phần sược đã. Vui lòng nhập tên đúng không? Ra đây các bạn thấy nó sẽ có cho chúng ta thêm vừa một con dialog vừa có input đúng không? Rồi, nhập tuổi. 27. Giới tính nam. Còn gì này? Nên nó bằng cái gì? Bằng cái giá trị lúc nãy tôi nhập vào. Đúng không? Tuổi này. Đúng không? Và giới tính này. Đúng chưa? Bây giờ tôi reload lại, tôi nhập tên khác. Phương là gì nhỉ? Tên đầy đủ là gì? Cái gì? Nguyễn Thị Phương. Rồi tuổi là 18 à? Giới tính nữ này. Cái gì? Đúng là những cái giá trị chúng ta vừa nhập vào kia không? Đúng chưa? Thì bây giờ cái vừa rồi cái này này, những cái va 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 này này, người ta gọi đây là biến.
biến, nghe quen không? Biến số ấy, biến số ở trong toán học ấy. Ờ, EZ đấy, thế biến là gì? Hả? Cái gì? Cái gì thay đổi? Đúng rồi. À, để tôi coi là xem trong lớp này có cái nào như cái biến. Bạn ngồi dưới cùng cầm lưới cốc bên này, do tôi ít nước vào đây. Đây nó là cái biến. Với tôi đây nó là cái biến. Vì sao gọi là biến? Cái thứ nhất, nào, lớp mình chúng ta gọi đây là cái gì? Cái cốc, có đứa nào gọi đây là cái ấm không? Hay có đứa nào gọi đây là cái bàn không? Cái thứ nhất, biến là một cái đại lượng được đặt tên và nó có tác động trên toàn bộ scope. Được chưa? Thì ở đây cả lớp chúng ta là một bộ scope. Tôi có một cái đại lượng và chúng ta toàn bộ đều gọi nó bằng một cái tên chung. Đúng chưa? Xong nhỉ? Thì đấy là cái đầu tiên về biến. Thế bây giờ nhá, cái biến này nó đang đựng cái gì? Nước đúng không? Giá trị của nó là bằng nào? Bằng nào mới được chứ? Lưng cốc. Đúng chưa? Thế nếu bây giờ tôi uống nó, tôi uống hết cái đám này. Không hết được. Các bạn thấy có thấy giá trị của nó thay đổi không? Thế nó còn không? Cái biến có còn không? Nó mất đi đâu? Thì biến nó là gì? Một là đại lượng được đặt tên. Cái thứ hai là biến có thể chứa được giá trị. Và cái giá trị đó có thể được thay đổi theo thời gian. Xong, hết phim. Đấy, biến đấy. Đơn giản chưa? Đấy là cái khái niệm về biến chung chung nhất ở trong lập trình. Ngoài ra còn một chuyện nữa như sau. Cái bởi vì biến ở trong lập trình của chúng ta lưu dữ liệu mà, đúng không? Thì dữ liệu ở đây của chúng ta hiện tại trong cái cốc này, cái biến cốc này của chúng ta, dữ liệu là loại gì? Đựng cái gì? Nước. Đúng chưa? Thế bây giờ tôi ra ngoài kia tôi xúc cát, tôi đựng vào trong cái cốc này có đựng được không? Có được được không? Được đúng không? Thế tôi nhét giấy vào trong này có được không? Thế vậy thì thêm một cái nữa về biến ở trong JavaScript. Biến ở trong JavaScript nó có thể chứa được bất kỳ loại dữ liệu nào. Nó giống như cái cốc này. Đơn giản không? Bởi vì vừa rồi các bạn vừa nhìn thấy. Các bạn nhìn thấy cái name, cái biến name này không? Kiểu dữ liệu của nó là chữ đúng không? Chữ viết đúng không? Đúng nhá. Bây giờ tôi sẽ tiến hành nhét số vào. Ví dụ về name này đang là Nguyễn Thị Phượng đúng không? Các bạn nhìn thấy nó màu gì? Màu đỏ đúng không? Bây giờ tôi sẽ có name bằng 200, 2000 đi. Được chưa? Bây giờ tôi có name. Thấy bằng gì? Chuỗi đúng không? Đúng không? Nó bằng giá trị này, vẫn là bằng chuỗi này. Nhưng bây giờ tôi sẽ ép kiểu cái chuỗi này sang một con số. Thì tôi sẽ hiển thị ra name bằng number 200. Được chưa? Bây giờ sẽ vứt cái name ra. Wow, đây là hiển. Xin lỗi các bạn nhé, đây cái này là hiển thị. Hiển thị thì nó sẽ hiển thị như này. Đây tôi sẽ type. Type name là string tag. Có gì đó không đúng rồi. Ok, tạm thời vậy. Tí nữa chờ tí tôi sẽ set lại. Name bằng phone. Bậy. Rồi các bạn nốt lại tôi một cái điều đó là cái biến này nó vẫn cứ chứa được tất cả các loại kiểu gì, các loại dữ liệu nhá. Chuỗi này, số này, rồi đúng sai này là vẫn chứa được hết. Được chưa? Ngoài ra các biến của chúng ta hoàn toàn có thể tính toán được, thực hiện các phép toán được với nhau. Ví dụ như thế này. Tôi có va một biến là biến số bằng prom
vui lòng nhập số bất kỳ. Được chưa? Không nhỉ? Bây giờ tôi sẽ có là cái số này và kết quả này bằng số phần trăm 2. Cái phép này là phép chia lấy dư. Nếu mà tôi nhập vào đây số là bằng 10 thì 10% cho 2 sẽ bằng 0. Chia lấy dư. Lấy dư 10 chia 2 dư mấy? Không. Thì đó kết quả của cái biến kết quả mang giá trị bằng 0. Thế 11 chia 2 dư mấy? 1. Thử nhá. Tôi sẽ alert ra cái kết quả này. Các bạn xem nó bằng mấy nhá. Nào. Bây giờ tôi nhập 10 bằng 0 chưa? Tôi reload lại. 11 bằng 1 chưa? Đúng chưa? Có phải là cái biến này nó có thể thực hiện phép toán đúng không? Cộng trừ nhân chia. Đúng nhá? Thì tôi hoàn toàn có thể làm như này. Tiếp theo nha, tiếp theo này sẽ giống Pascal các bạn từng học này. Nếu đúng không? Kết quả mà bằng với lại 0. Đúng chưa? Thì alert ra bạn vừa nhập số chẵn hay lẻ? Chẵn. Else alert bạn vừa nhập số gì? Lẻ. 101. Đúng chưa? 101 là chẵn hay lẻ? Rồi. 453 là chẵn hay lẻ? Lẻ. Hiểu chưa? Biến. Tôi hôm nay tôi chỉ dừng lại cái biến thôi, cộng với cái alert, cộng với cái from thôi. Biến nó là đại lượng là tên có thể chứa được dữ liệu, và dữ liệu trong đấy có thể thay đổi thời gian. Trong JavaScript thì có một đặc thù, đó là cái biến của chúng ta có thể chứa được bất kỳ loại dữ liệu nào. Được chưa? Biến ở trong JavaScript thì nó được khởi tạo bằng cái từ khóa là var, và viết tắt của từ variable. Đây từ này. Variable. Tức là từ biến. Từ này tiếng Anh thì dẫn đến biến là biến. Đây là khai báo biến nhé, bắt đầu là khai báo biến này. Biến mang tên là số. Còn ở đây biến của tôi mang tên là cốc. Được chưa? Chúng ta có thể tạo ra một biến bất kỳ bằng cách là khai báo var như thế này. Còn cái from, là gì? Là nó sẽ giúp chúng ta để tìm ra một cái dialog. Với cái tag ở đây thì nó sẽ hiển thị trên này. Rồi sau đấy các bạn sẽ có thể nhập được một cái giá trị ở trong đấy. Thì sau khi các bạn ok một cái thì là cái giá trị các bạn vừa nhập này sẽ được gán cho cái biến số và cái biến bạn vừa tạo ra. Sau đó các bạn có thể cộng trừ nhân chia nó, tức là chúng ta thực hiện biểu thức. Ví dụ như đây biểu thức chia lấy dư, biểu thức so sánh. Được chưa? Đó, chúng ta có rất là nhiều biểu thức, cái này chúng ta sẽ được học buổi tiếp theo. Còn hiện tại hôm nay chúng ta chỉ dừng lại ở cái việc đó là chúng ta học về hai loại thẻ cuối cùng là thẻ cuộc chọn và thẻ cuộc form thôi. Ở đây tôi chỉ mang tính chất là giới thiệu cho chúng ta là trong cuộc phát triển một lần chúng ta muốn dùng cuộc JavaScript thì chúng ta biết như thế nào, và khái niệm về biến cũng như là hàm alert, hàm form, có thấy không? Chứ tôi không bắt các bạn phải làm bài tập ngay về cái JavaScript này, nó khá nặng, nó hơi nặng cho các bạn, cho nên là bài tập về nhà tôi sẽ giao là như sau. Tôi nghĩ là làm gì thật. Thôi rồi, tôi sẽ về nhà tôi viết một cái ảnh. Tôi sẽ vẽ lại một cái ảnh. Cái ảnh đấy nó sẽ về form thôi. Thì chúng ta cốt lại cái form đấy rồi. Được chưa? Tôi sẽ gửi lên trên group lớp sau. Được chưa? Có bạn nào thắc mắc gì nữa không? Hả? À? Gì? Cái gì không? Rồi, ok, hôm nay chỉ vậy thôi. Chúc các bạn là một kỳ nghỉ vui vẻ. Yên tâm là sẽ không ăn hành. Bài thì nó đơn giản thôi.